TDD Wireless đại diện cho T-Mobile Go Smart Simple Mobile Ultra Mobile H2O Net10 V247 Pinless V247 Mobile nhận Activate và nạp tiền không tính thêm phí. Đặc biệt cũng là đại diện cho DirecTV, Comcast, Xfinity và Direct Energy luôn có giá đặc biệt cho đồng hương. Nhận unlock và sửa chữa tất cả các loại điện thoại và iPhone. Có giá đặc biệt cho sửa chữa iPhone. Từ nay cho đến ngày 31 tháng 12, tiệm chúng tôi có một chương trình hấp dẫn dành cho khách hàng ghi danh số mới hoặc chuyển từ hãng cũ sang hãng mới, gồm có miễn cước phí hòa mạng, SIM card, phone charge. Mỗi khi có nhu cầu về các dịch vụ điện thoại hoặc TV và Internet, mời quý đồng hương đến với TDD Wireless trong khu chợ Mỹ Hoa, góc Bel Air và Sinot 281-933-4300 281-933-4300.